Mạc Vũ Vân Gian, chồng cụ đe dọa Phương Phỉ quyết nhiều đến cùng. Tiếp cận Thẩm Ngọc Dung nương Vĩnh Kỳ là nước cờ nguy hiểm nhưng Khương Lê Tiết Phương Phỉ Ngô cần Ngôn vẫn cố chấp. Bởi lẽ việc này không chỉ có lợi cho quá trình trả thù mà còn giúp ích cho Tiêu Quốc Công Tiêu Hoành. Với suy nghĩ không hào hang cọp ra bắt được cọp con, Khương Lê luôn nhiều mình dấn thân vào chỗ hiểm. Tiêu Hoành lo lắng cho an nguy của cô nên dặn dò, dù bày mưu tính kế gì thì cũng không được tính cả mình vào đó. Thế nhưng Khương Nhiệu tiểu thư đã hai lần thất hứa, Lần này răng bẫy với Thẩm Ngọc Dung, Khương Lê chắc chắn Uyển Ninh công chúa sẽ buộc phải bước vào. Thế nhưng điều cô chẳng ngờ tới, đệ đệ Tiết Chiêu vẫn còn sống, lại còn nằm trong tay công chúa. Uyển Ninh công chúa đã dùng Tiết Chiêu làm con tim, ép Khương Lê phải thay đổi lời khai để cứu Thẩm Ngọc Dung không thể nhìn em trai bị hành hạ, không nên nằm theo điều kiện của công chúa và bị bắt ngay tại chỗ. Tiêu Hoành vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng khi hai tin, nhưng là vị đại thần quyền uy luôn sát cảnh cung hoàng thượng từ khi còn nhỏ, việc cứu Khương Lê ra khỏi ngục giam chắc chắn chẳng phải chuyện khó đối với anh. Vụ việc ở thầm gia còn chưa lắng xuống, Thẩm Ngọc Dung bất ngờ xin hoàng thượng ban hôn cho mình cùng Khương Lê. Vì chuyện này mà Tiêu Hoành và hoàng thượng xảy ra một trận tranh cãi. Tiêu Hoành, người đừng quá đáng. Hoàng thượng vừa ném đồ vừa tức giận nói với Tiêu Hoành, Tiêu Cúc Quân lúc này bật lại Bệ hạ biết rõ ta thích Khương Nhị tiểu thư, làm như vậy thì xem ta là gì? Chấm, khuyên ngươi nên thu lại tâm tư của mình đi, hoàng thượng nói tiếp, khiến Tiêu Hoành nửa giận trong lòng Tiêu Hoành càng lớn, lập tức đẩy mạnh cửa phòng dưới đi. Ở một bên khác, Diệp Thế Kiệt nghe liên tiên tức tức tốc đi gặp Khương Lê để tìm cách giúp cô thoát khỏi hôn sự. Chuyện Thẩm Ngọc Dung xin ban hôn bọn ta đã biết cả rồi, ta sẽ đi gặp thánh thượng, nói hai nhà chúng ta đã có hôn ước từ trong bụng mẹ, Khương Lê một lần nữa khẳng định cô không muốn liên lụy Diệp Thế Kiệt và Diệp Gia. Tuy nhiên vị biểu ca này của Khương Lê lại nói bản thân cam tâm tình nguyện hỗ trợ cô, bất chấp việc bản thân có thể rơi vào cảnh nguy khốn. Tiêu Hoành đến gặp Uyển Ninh công chúa để thương lượng về việc hủy bỏ hôn sự của Thẩm Ngọc Dung và Khương Lê. Con người ta trước giờ ích kỷ, người ta thích tất nhiên sẽ không nhường cho kẻ khác. Tiêu Hoành nói với Uyển Ninh. Tiêu Hoành thậm chí còn lấy ra lệnh bài điều khiển quân Long Vũ. Đội quân gia đích thân anh huấn luyện chỉ nghe lệnh hoàng thượng và anh để làm điều kiện trao đổi. Toàn bộ cuộc trò chuyện của Điếu Hoành và Uyển Ninh đã bị Thẩm Ngọc Dung nghe được. Thẩm Ngọc Dung sau đó đã dùng chuyện này để đe dọa Khương Lê. Ta thật hiểu kỳ nếu hoàng thượng biết tiêu Hoành giao quân Long Võ thì hẳn sẽ bị tịch biên hay là trù xì cửu tộc. Lần trước Thẩm Ngọc Dung còn thấy có lỗi với Khương Lê thật chất tiết phương phỉ, không tiếc dùng mạng mình để bắt đền cô. Nay anh ta lại xin hoàng thượng ban hôn vì mục đích gì? lại nói hoàng thượng và tiêu hoành lớn lên bên nhau sát cánh cùng nhau trong chuồn thâm cung và trên triều đình đầy dãy mưu mô chẳng lẽ hoàng thượng nợ tức đạt tình yêu của tiêu hoành chưa kể trước đó hoàng thượng còn dặn dò anh bảo vệ tốt quân cờ của mình hà là lúc ấy đã từ bỏ ý nghĩ sẽ hy sinh khương lê Rất có khả năng Hoàng thượng và Tiêu Hoành chỉ đang diễn kịch để đợi cá chui vào lưới. Trong quá trình đó, việc đồng ý bán hôn cho Thẩm Ngọc Dung và Khương Lê hay việc giao ra lệnh bài điều đận cô Nong vũ hẳn chỉ là mồi nhử để phía Thành Vương và Trưởng Công Chúa lộ ra sơ hở mà thôi.